Con là người miền Bắc à, chú Đặng Hương à, con người miền Bắc hả? Thì con gắn đọc Sấm Cơm miền Nam đi, tại vì sau này Trung Cộng nó thua bằng xe đó, nó đập sập Bắc Hà Đế Kinh đó. Bữa bài cơ chú đọc vừa rồi á, dọn cho miền Nam ở chắc ăn, sẽ có cuộc lạm phát ở chú. Về tài chánh á, hình như clip 125 chú có nói rồi đó, 125 hay 24 gì đó. Thì ngày mai nè, nước Mỹ nè sẽ mệt đó, có thể là khai phá sản đó, là sẽ đóng cái gì á, sẽ đóng cửa chính phủ đó, là vì tiền bạc á. Rồi Việt Nam đó, Mỹ mà bị thì những nước khác nó sẽ bị lây theo á nha. Những cái gì chú nói gần đây đều có xảy ra hết, không có gì mà không xảy ra hết. Tại đâu phải chú nói, chú là người truyền tin thôi, trên nói à. Ai tin thì có phước, còn không tin á, thì lúc đó đi về bên cảnh giới bên kia rồi á, lúc đó nói đừng có trách trời trách đất. Ủa sao lúc tôi còn sống không ai nói tôi biết à, có ông Kiệt nó nói nè, nói gần 2 năm mấy á, là thiệt không á, không thiệt sao chúng. Nhớ xưa ngộ lúc mà chú mới lên mấy clip đầu tiên á, dư đựng viên chửi quá trời chửi luôn, chắc lúc đó cả trăm thằng nó bỏ nó rảnh á, nói ra cái gì nó cũng chửi mình á, nói đồ khùng, đồ nhảm, đồ xàm, đồ điên, ông này rảnh, ông này mua danh, ông này câu view. Ô nó nói đủ cái chữ nào nói, mà sao gần đây cái nó bớt, chắc là bển hết tiền trả lương nó làm sao không biết, hay là thấy trúng quá, hay là chú khấn cho nó, mỗi lần mà chú nghe ai chửi phải khấn Nam Mô A Di Đà Phật cho chúng sanh này sớm ngộ. Thì mỗi lần thằng nào chửi chú lấy cái nickname của nó, Quấn Trần hay là Lan Lê hay gì gì đó, để một cái danh sách dạy nè, cái chú lên núi chú khấn thưa các chư vị cho những cái chúng sanh này được hồi tâm tỉnh ngộ, đừng có u mê, thì lời chú khấn là trúng hết, tới hôm nay biến hết trơn luôn á. Bây giờ Leo đâu đâu có ai chửi nhiều, bớt không? Cũng nhờ cái miệng này khấn giùm cho tụi nó, đừng nó tỉnh ngộ, chứ không phải khấn để cho nó chết hay là gì, không phải khấn cho nó mở mang cái trí tuệ ra. Tại con người của mình á, học vấn của thế gian là chuyện nhỏ, còn mà siêu trí thức á, mà học cái kiến thức mà trí huệ mà ở cõi trời mình mang xuống đó mới quan trọng. Vậy chứ hồi xưa á, Lục Tổ Huệ Năng nó đâu có học gì đâu cũng thành Phật á, còn thần Tú học giỏi quá, bây giờ cả đống đệ tử không ai giảng sanh được hết, chỉ có giảng tiền với giảng danh giảng lợi thôi. Trên trời đẹp không chú Việt Nam hỏi? Trên trời rất là đẹp, con người của mình chảnh sống á, như cái thẻ credit card, thẻ tín dụng đó, người nào có phước nhiều á, mình xây cái nhà của mình, nhưng mà cái nhà của mình đi xuyên qua được nha. Người có phước nhiều xây nhà bự đẹp rồi tối ngày cứ đi chơi không à, rồi cũng có cuộc sống như mình, cũng có vợ chồng nghe, cũng có tình yêu trên đó, đó là cõi của trời của thiên á, cũng có ao sen ao nước, rồi mấy con chim nó biết nói tiếng người. Bữa mấy vị kể nhiều lắm, mà chú nãy con hỏi chú nói sơ sơ rồi, chư thiên chư Phật chư Bồ Tát giảng pháp á, thì cái hào quang chỗ đó nó sáng, thì cái gọi là chúng thiên á, là những người dân ở đó đó mới chạy tới đó ngồi nghe pháp. Mưa thì cũng mưa theo cái ý muốn của dân, tức là mưa không có được mưa nhiều hay mưa ít, cũng không có lạnh, nắng cũng vậy, nắng đúng theo cái ý của người ta, cứ nghĩa là cái gì cũng là thuận lợi hết ở trên đó như vậy. Người ta đi người ta không có xe, người ta chỉ cần tưởng cái là người ta tới tới cái địa điểm kia rồi. Người trển thì dĩ nhiên không có nói láo, là tại vì ai cũng đọc được cái tư tưởng của lẫn nhau thì không ai nói láo hết. Đó là cõi trời sống vậy đó. Thiên Diễm nói Phật Thầy có nói sông Tiền Mỹ Thuận Bắc
Cầu núi cấm quá lầu, Minh Dương về ngôi bá tánh an vui. Ủa vậy là sông Tiền có cầu rồi hả? Ở Mỹ Thuận có cầu hả? Chú không biết nghe. Minh Dương về hả? Minh Dương đâu dám về đâu. Tinh Trần nói sau này chú về mới hẹn ở đâu vậy chú? Khi nào chính phủ cho chú về, chú phải bàn rồi chú mới giúp cho nó chịu việc được, giúp bản được. Còn mấy ông còn cứng đầu á, mấy ông cứ nghĩ chú lên đây là giống như phản động. Chú bữa chú có nói phố Hồ Sa có phỏng vấn chú nói chú là phản biện chứ không phải phản động. Thấy chuyện bất công lời thật nói thật chứ chú đâu có phản động. Phản động á khi nào mình làm chuyện gì sai trái. Còn này mình thấy dân mình khổ quá, mình bức xúc, mình phản biện, rồi mình đọc mấy cái sám cơ của mấy chư vị, thì mấy ổng có phản động thì đi kiếm mấy chư vị, nói mấy chư vị phản động với chú chỉ là người đọc thôi. Mấy sám cơ của mấy 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 chư vị mà đâu phải của chú làm đâu, chú lớp 4 làm gì biết làm thơ. Cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước gì đó, mấy cái đó là đâu phải của chú đọc, đâu phải chú làm đâu, ở trên đọc. Bài hồng tàn giữa mùa xuân, như có mấy bài của Thánh Mẫu Liễu Hạnh đó thì có mấy ngày thôi chú ơi, chỉ người đọc ra là hồng tàn giữa mùa xuân, mùa xuân này nè, mùa xuân năm 22 nè, hồng tàn giữa mùa xuân mọi vật đều xanh tươi, khắp nơi vang rền chuông mõ, cha con ôm mừng trước ngõ, Nam Bắc trở lại sum vầy, Việt Nam hạnh phúc từ đây, Minh Dương trở về dựng nước, anh hùng ra về lần lượt dựng lại cơ đồ, phục hồi trần nghiệp, dựng nước bình an bờ cõi gian sang, an cư lập nghiệp. Dựng cái câu hay là chỗ là dựng lại cơ đồ, phục hồi trần nghiệp á. Trần nghiệp tức là thời xưa đó, nước của mình đó là thời nhà Trần, Trần Nhân Tông là thịnh nhất, là dân chúng với vua là hợp nhất. Thì sau này mình sẽ có cái đó, giờ dựng lại cơ đồ, phục hồi trần nghiệp á. Anh hùng ra về lần lượt, tức là những người có bằng kỹ sư trên thế giới đó, khắp năm châu từ Úc tới Âu Châu tới Mỹ là đi về Việt Nam. Không phải từ Bắc Kinh nghe, mấy người mà học bên Bắc Kinh là không phải, đó là Âu Châu thôi, hải ngoại Âu Châu, Đông Âu nữa. Nicholas Tesla có phải là Bồ Tát không chú? Có mình là Nicholas Tesla, tức là thằng Alon á, nó đầu thai lại đó cùng một người á, nó cũng giống như Đức Thầy Tây An hay là Đức Huỳnh Hú Sổ hay là ông Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm hay là Lưu Bá Ôm hay là Khương Tử Nha hay nữa ta, là cùng một người. Thì cái ông Nicholas Tesla năm ngàn mấy 128 mấy á, thì giờ đầu thai thành thằng Alon á. Đó là người thành tinh khác chứ không phải là Bồ Tát. Bồ Tát á, là khác. Bồ Tát đó là sống giữa đời người mà không có, không giống như người, ăn mặc giống như người nhưng mà cái tâm hồn á lại khác người, hiểu không? Đó là Bồ Tát. Còn một thằng mà đi từ hành tinh khác á, nó mang cái đầu óc về điện tử, về kỹ thuật cao cấp á, phi thiền không gian nữa, thì đời của nó qua đời này cũng là y chang vậy. Tức nghĩa là người thợ rèn thì thợ rèn, người thợ hồ là thợ hồ. Nó đi qua nhiều cái xác phàm khác, nó cũng là thợ hồ. Cầu Mỹ Thuận Úc Tài Trợ khánh thành hơn 10 năm rồi chú, chỉ còn núi cấm quá lầu mà thôi. Núi cấm quá lầu, núi cấm có lầu rồi đó, bữa hôm mấy vị nói anh. Chú cũng mỗi ban ngày thì chú ở Mỹ,
ban đêm chú ngủ á, chú có cái nhà ở trên bển á, có cái có cái căn cứ ở bển á, tối rồi bay về bển. Thiên Minh Trung hỏi chú cho con hỏi sau này biến thiên biến địa thì bản đồ Việt Nam thành hình rùa vậy miền Bắc mất hai chú không có sau này Quảng Châu miền Bắc đâu có mất này Quảng Đông Quảng Châu sau này sẽ thành nước Việt tại họ là người Việt á bây giờ những cái như Hai Bà Trưng những cái anh hùng lịch sử của mình á nó nằm ở bên Tàu không à đâu phải nằm ở Hà Nội gì đâu mà giờ cái Hải Nam Quan bây giờ cũng bị Trung Cộng nó lấy nữa đó nó tham lắm Thiên Minh Tiến hỏi chú Kiệt là vua Hùng Vương thứ mấy vậy chú hồi đó chú dám nói nếu chỉ biết thời xưa nhân loại á có cái hột lúa bự bằng cái trái dừa khô nè chú là người dạy cho nhân loại trồng cái hột lúa đó chứ hồi xưa người mình ăn lông ở lỗ thì bây giờ cái hột lúa có chút bẻo rồi á trong 513 câu á chú có nói á, clip số 1 á tại chú đầu thai xuống nhiều người nhiều như đóng phim đó mà đóng nhiều phim lắm rồi một bộ clip nhưng là chú đức thầy rồi những cái người mà đóng phim nó đi từ thời phong thần một qua thời phong thần hai là thời nay rồi những thời tiền sử rồi những cái hành tinh khác nghĩa là những cái người mà được ở trên chọn á đi mình làm diễn viên thôi thì phim đó mà một kiếp này là Kiệt Ngô thì đóng phim Kiệt Ngô đang làm nhà thầu Hồ Duy Mạch tiện vậy đó khủng hoảng kinh tế cái dài mấy năm về chú hay là mình không có rõ nhưng mà nó sẽ có Tony Quỳnh hỏi giờ Việt Nam vàng lên gấp 3 lần là sao anh lời tự gì á chẳng những vàng lên gấp 3 lần mà mai mốt quá nhà bán không ai mua nữa khủng hoảng kinh tế toàn cầu sắp xảy ra phải không anh Húa Thảo hỏi yes Hiếu Hiếu hỏi cho hỏi tiền điện tử đây bộ con đang 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 đào mỏ mỏ Bitcoin hả cứ đào đi đâu sao đâu ai làm sao mình vậy thôi chứ con hỏi thắp nhang đeo mặt dây chuyền được không Mỹ Diễm hỏi được đừng có chấp đã nói đạo thiên tâm không có gì gọi là chấp đó. Vô cầu tiêu đọc kinh đọc chú không được nữa à, chỉ có mấy thầy rồi mới chấp quá thôi chứ chú đã nói rồi bên thiên tâm là thoải mái không có chấp gì chứ ăn thua là mình ở một cái vị thế gọi là thượng phong có tiền có của nhưng mà khi mình hành động á là lúc đó chỉ có mình mới biết được mình có nên làm hay không để mà cho người khác buồn hay là người khác khổ mà có lợi cho mình thì mình đừng có nên làm thì đạo thiên tâm là vậy tự mỗi một cái quyết định mỗi cái gì mỗi cái thời khắc đó đó là do tự cái tâm mình chứ còn ở ngoài chấp tướng đó, nó không có không phải là thật tâm cho nên bên thiên tâm rất là nhìn thấy đơn giản nhưng mà không có phải là đã giỡn được nha khó hơn đạo Phật đó chú ơi không thiền lúc mặt trời mọc là mặt trời lặn hả chú đừng có thiền nhìn theo mặt trời không có nên vậy cứ thiền quán chữ khổ thôi chữ khổ bữa ấy đó
Thiền có cái trăm loại thiền mà. Mà cái gì chú chỉ là bình thường, thiền chừa quán chiếu chữ khổ được rồi. Tâm mà chỉ nói Kali bắt đầu cướp của rồi đó anh Kiệt. Lời anh nói lúc trước mấy người đen nghèo cướp người giàu, giờ đã xảy ra rồi đó anh. Thấy nhiều chuyện nhiễu loạn quá, không biết giải thích thế nào. À, vậy là người này có nghiên cứu hết trăm hai mấy cái clip. Có, nếu mà trong mỗi clip nó có ngày có giờ, làm ơn nếu mà người nào mà nghe lại á thì cũ cũng như mới thôi, Kiệt đâu phải nói tin tức đâu. Thì tiên tri mà nói là có hết thì phải coi cho đúng. Chứ có nhiều người xẹt ngang cái coi có cái clip cuối cùng 126, rồi cái nghe rồi nói ông nội này nói tiếng Việt không rành rồi đặt lên đây nhựa nhựa, có nhiều thử thách đó cũng không có vượt qua. Cái âm thanh của Kiệt á, là có điện nó chậm á, chứ không phải là cái âm thanh bình thường như mọi người thường nói, là để cho quý vị có cái sự gọi là ngộ và khai cái tâm của quý vị. Mà chậm á, là cũng là có sự thử thách với những người gọi là quá lì lợm cứng đầu, mà không vượt qua nổi nữa thì cũng không biết làm sao luôn. Còn mấy thầy hay là những cái người mấy ông cha mà đứng trong nhà thờ mà nói chuyện rất là lưu loát rồi văn chương chữ nghĩa đầy bụng á, thật sự á, mình nghe rồi như dịch Đổ Lá Môn mà nghe hồi ra rồi quên. Còn lời của Kiệt nói là bình thường, nhưng mà quý vị gắng nghe cho kỹ, có hữu hiệu cho bản thân mình, cho gia đình, cho quốc gia, cho thế giới. Còn riêng cá nhân Kiệt bị gì Kiệt cũng không có màng hết, bị trứng gà chọi vô đây cũng nhiều, dịch lộn chọi vô cũng nhiều, dịch thúi rồi cà chua rồi đủ hết, bị chửi bị mắng bị nói sỉ nhục rất là thậm tệ, Kiệt cũng chịu được, không sao hết. Miễn sao quý vị vui vẻ mạnh khỏe qua được cái sàng lọc Covid rồi, biết được cái đường để đi về trời thì Kiệt vui rồi, không mong gì hết.